tin giáo hội việt nam khóa thường huấn lần thứ sáu dành cho các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại việt nam với chủ đề giáo huấn xã hội của hội thánh hôm nay như là cuộc đối thoại cứu độ học thuyết xã hội của giáo hội công giáo trong bối cảnh việt nam và việc đào tạo linh mục ủy ban giáo sĩ và chủng sinh trực thuộc hội đồng giáo mục việt nam tổ chức khóa thường huấn lần thứ sáu dành cho các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam diễn ra tại Xuân Lộc từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 7 năm 2018. Khóa thường huấn lần này nhận được sự hỗ trợ của Hội Thừa Sai Paris, Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc và một số ân nhân cùng với sự cộng tác đắc lực của các giáo sư đến từ Pháp, Ý và Đức. Chủ trì khóa thường huấn là Đức cha Chủ tịch Anton Vũ Huy Chương và Đức Cha Phó Chủ tịch Du Xe Đỗ Mạnh Hùng. Khóa thường huấn có 129 tham dự viên, gồm các nhà đào tạo ứng sinh linh mục đến từ 11 đại chủng viện, 14 dòng tu và đại diện của 26 giáo phận tại Việt Nam. Trong tuần đầu, khóa thường huấn đào sâu các nền tảng và nguyên tắc chủ đề qua các bài thuyết trình như Bối cảnh nhân loại học làm nên học thuyết xã hội, những nền tảng kinh thánh giúp suy tư về công bằng xã hội, học thuyết xã hội của hội thánh công giáo và công cuộc xây dựng một nền luân lý huynh đệ. Cuộc đối thoại cứu độ, khuôn khổ của một nền luân lý huynh đệ, nguyên tắc tình huynh đệ trong biểu hiện xã hội và công cộng. Trong tuần thứ hai, khóa thường huấn nhấn mạnh vào việc áp dụng học thuyết xã hội của giáo hội và hoàn cảnh thực tế của giáo hội Việt Nam và trong việc đào tạo các ứng sinh linh mục qua các bài thuyết trình, đô cát, học thuyết xã hội của giáo hội dành cho giới trẻ, huấn luyện lương tâm công giáo và những vấn đề xã hội. Đức giáo hoàng phô thứ sáu và những đóng góp cho nền hòa bình tại Việt Nam và truyền thông khi tô giáo trong việc thực hành và quảng bá học thuyết xã hội của giáo hội. Khóa thường huấn không chỉ là khoảng thời gian học tập nghiên cứu tốt nhất mà còn là một cơ hội quý báu để các anh em linh mục từ các đại chủng viện, các giáo phận và dòng tu trong cả nước gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với nhau trong tình huynh đệ